Người chồng mê nhậu. Phật tử Như Nghi hỏi: Thưa sư phụ, con rất muốn ngài quán sát xem giúp cho, do nhân duyên gì mà con có ông chồng quá tệ? Chúng con sống với nhau đã 7 năm rồi. Hồi đầu mới quen, ổng luôn mồm hứa sẽ bỏ rượu. Vậy mà cưới nhau xong, chỉ cần bạn bè hú một tiếng là ổng tìm đủ trăm phương ngàn kế để chuồn ra khỏi nhà, đi nhậu nhẹt bù khú với họ tới sáng hôm sau mới về. Do vậy mà chúng con thường cãi nhau, nhưng làm thế nào con cũng không thoát được ổng. Rõ ràng là trong lòng con rất muốn chia tay, rất muốn bỏ quách ổng, nhưng qua ngày sau thì đâu lại hoàng đấy, mọi chuyện giống như không có gì. Nhưng hễ mỗi lần ổng đi nhậu thì con rất muốn bỏ ổng. Còn nữa, tính ổng vô tâm thậm tệ, không biết suy nghĩ. Con bảo ổng đi ngủ sớm, tập sống theo nếp vệ sinh, sạch sẽ, đừng có tiêu quan, xài lãng phí. Tất cả là vì con muốn tốt cho ổng. Nhưng ổng cứ nhậu nhẹt ly bì, lại còn phát cống với con. Nên mỗi lần xảy ra chuyện là chúng con gây đến muốn đập lộn. Sư phụ, những ngày tháng sống chung như thế này quả rất khó cam. Con thực tình muốn biết rốt cuộc là chúng con có nghiệp duyên oan trái từ đời nào kiếp nào. Nếu hiểu rõ, mai ra con có thể đối với ổng bao dung hơn và không còn phải sinh sự cãi gây chi nữa. Đây là lần đầu con đem điều chôn giấu tận tâm can của mình ra thưa hỏi tại Đại Bi Đường này. Nếu có chỗ nào sai, xin sư phụ lượng thứ. Tôi đáp: Chẳng phải là do chính bà đã tập trong nhà thói xấu nghiện rượu này hay sao? Khi chồng bà chuồn ra ngoài uống rượu, bà có nhận thấy rằng ổng thường tỏ rõ thái độ rất muốn trốn tránh bà, bởi ổng luôn có cảm giác e dè nể sợ bà. Còn nữa, có phải vóc dáng ông nhà thấp lùn và mỗi khi nói với bà âm thanh luôn nhỏ lời hạ giọng? Như Nghi đáp: Dạ, ngài nói tới điều này thì con mới nhận ra. Ngài mô tả rất đúng ạ. Nhưng có điều con không hiểu, làm sao con lại có thể tập cho ổng cái thói hư nhậu nhẹt này được chứ? Tôi bảo: Trong một kiếp rất lâu xa về trước, bà làm chủ tiệm buôn, trong tiệm có bán rượu. Bà có một người làm công dáng mạo lùn thấp, rất mê rượu. Thế nhưng mỗi lần gã uống trộm rượu mà bị bà phát hiện thì bà đánh cho một trận. Hơn nữa, bà cư xử với gã rất xấu tệ, là một chủ nhân bủn xỉn, keo kiệt vô cùng. Vì vậy mà đời này ông ta đến là để đòi nợ bà. Hãy nghĩ xem, nhân này do chính các vị đã gieo nên bây giờ quả mới trổ như thế. Sư phụ, thật vô cùng cảm ơn ngài. Con ngẫm nghĩ lại thì rất đúng. Hiện thời mỗi khi ổng làm ăn, con đều phải ở vị làm công, phụ giúp. Nhưng hễ đến khi phát lương thì ổng luôn khất lần hẹn lựa, ngó bộ không hề muốn trả tiền cho con. Còn nữa, con mà muốn mua gì thì ổng luôn ngăn cản. Nhưng nếu con nhất định mua thì cũng được thôi. Con nói về uống rượu thì một khi đi nhậu là ổng luôn đem di động theo, nhưng hiếm khi chịu bắt máy, lộ vẻ rất ngán nghe tiếng con, vì sợ con gọi sẽ làm ổng mất mặt với bạn bè. Nhìn qua thì giống như con thường ăn hiếp ổng, mà ổng cũng quen thuận theo ý con. Nhưng con vẫn cảm thấy uất ức thầm vì không biết đời trước mình đã thiếu nợ như thế nào mà đời này phải sống chung với một người chồng không tương xứng như vậy. Ngài nói kiếp trước ổng là người giúp việc. Điểm này con xét ra rất đúng, bởi cho dù ổng sinh trưởng trong gia đình tốt, nhưng tính cách không có chút gì giống ba mẹ. Do ổng sống cẩu thả bê bối, rất khoái ở dơ, trời nóng dữ cỡ này mà ngót 2-3 ngày ổng vẫn không tắm, không chịu thay y phục. Tính cách cực kỳ lôi thôi. Thêm tật vừa ăn vừa nói, khi ổng tiếp điện thoại, đối phương còn nghe rõ tiếng nhai nuốt rồn rột của ổng. Mỗi khi dùng tay bốc gì ăn, ổng đều chẳng bao giờ rửa. Cái thoi ở dơ cẩu thả và nết thiếu trang nghiêm của ổng đã nhiều lần làm con mất mặt. Cũng vì mấy chuyện này mà chúng con cãi nhau hoài. Khi mặc đồ,
ổng không bao giờ lưu tâm xem y phục có sạch sẽ, chỉnh tề không. Dù tri phục rách nhầu, ổng cũng không để ý. Ổng quen sống như thế rồi, toàn bộ đều khác xa con, nên con luôn cảm thấy ổng chướng mắt. Hành vi cử chỉ của ổng quả thật rất giống người làm. Chúng con cứ 3 ngày thì cãi nhỏ, 5 ngày thì cãi lớn, bởi vì sinh hoạt tập quán quá khác nhau xa. Nhưng hiện tại hình như con đang trở thành là người làm của ổng, vì mọi việc trong nhà, từ nấu nướng, quét dọn, giặt giũ vân vân, con đều phải cán đáng hết. Ổng chỉ có mỗi một việc là ra ngoài kiếm tiền, nhưng hễ trong nhà có gì hư, bảo ổng sửa, ổng cũng chẳng làm. Mỗi lần cãi nhau dữ dội, cơ hồ đến mức chia tay, nhưng ổng lại chẳng chịu chia tay. Có thể là do con vẫn còn thiếu nợ, chưa trả đủ cho ổng, phải vậy không sư phụ? Đúng thế, sức mạnh nghiệp lực vốn vô cùng. Có câu rằng không phải quan gia thì không tìm đến tụ hội cùng nhau. Vậy con phải làm sao đây? Làm người không có ai hoàn toàn cả. Bà cần bao dung, sống nên tìm chỗ hay, điểm tốt của người và luôn nhìn thấy lỗi mình để sửa sai. Được vậy thì mới có thể sống an. Minh Đắc. Vụ án chấn động. Khi tôi truyền giới tại Nguyệt Mi Sơn Cơ Long, thì một hôm cư sĩ Dương Tú Hạc bỗng bảo tôi: Pháp sư, Phổ Đà Sơn Dị Truyện của thầy mọi người xem ai cũng tán thán, khen là viết rất hay, cảm hóa được biết bao người tin theo Phật. Tôi hiện nay có một câu chuyện cũng thuộc dạng Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nếu thầy có thời gian, tôi sẽ mời lão thái thái ấy tới kể chuyện của bà cho thầy nghe, để thầy dùng ngòi bút tài hoa viết câu chuyện này ra đăng lên tạp chí Phật giáo, tuyên dương đại ân đức của Bồ Tát Quan Âm, đồng thời cũng giúp mọi người tin sợ nhân quả. Tôi bị lời lẽ và tâm thành của Dương cư sĩ thu hút, thầm nghĩ nhất định sẽ có được tư liệu hay về những cảm ứng bất khả tư nghị. Vì ngó bộ bà rất xem trọng câu chuyện này, thế là tôi nhận lời vui vẻ bảo bà: Vậy chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh thích hợp, rồi bà dẫn lão thái thái kia tới đây, kể tỉ mỉ những gì bà ta đã trải qua cho tôi nghe, sau đó tôi sẽ viết ra đăng báo. Dương cư sĩ vô cùng hoan hỷ, vội đi mời lão thái thái đến. Dương cư sĩ dìu một bà hơn 60 tới và chỉ cắp vết sẹo chém ngang dọc đầy trên thân bà cho tôi xem. Sau đó bà lão kể chuyện mình cho tôi nghe. Bần nữ bất hạnh, chồng sớm qua đời. Bà tên là Trần Mỹ Nguyệt, người Phúc Kiến, huyện Vĩnh Xuân, năm nay 66 tuổi, hiện cư ngụ tại cơ quan từ thiện số 8, đường Nhân Ái, phố Cơ Long, phường Bác Ái. Bà nói: Thưa thầy, tôi là một phụ nữ nghiệp nặng số khổ. Năm 23 tuổi, theo chồng từ Phúc Kiến vượt biển sang Đài Loan mưu sinh. Tới Đài Loan chưa được mấy năm thì chồng tôi không may bị bệnh phổi nan y. Chữa trị ngót mấy năm, tiền của tích lũy trong nhà đều tiêu sạch hết, khiến cuộc sống chúng tôi càng thêm bần hàn thống khổ. Đến năm tôi 33 tuổi thì ông chồng bạc mệnh của tôi lìa đời. Chồng tôi lúc sinh tiền toàn làm công cho người, do lao lực quá độ mà thành bệnh nặng. Mình tôi cưu mang hai con, một trai một gái, vô cùng lúng túng trước cái chết của chồng. Cuộc sống khổ hết chỗ nói, gọi là khổ đến cực điểm. Chồng chết rồi, tất cả chi phí quan tài đều do bạn bè ổng quyên góp lo cho. Từ sau khi chồng chết đi, tôi sống nhờ nơi nhà chú thím được 2 năm. Nhưng do nhà chú tôi không khá giả, nên tôi chẳng thể ở mãi nơi đó. Ba mẹ con tôi phải tự lo liệu kiếm sống. Thằng con trai mới 10 tuổi, hàng ngày ra ngoài làm công ở mỏ than. Còn tôi thì nghĩ đủ cách ráng chịu lao khổ để sống mà nuôi con. Chú tôi không nỡ nhìn thấy các cháu còn nhỏ mà kham khổ, chịu cảnh ăn không no, mặc chẳng ấm, nên khuyên tôi tái giá, hãy tiến thêm bước nữa để có người phụ giúp nuôi con.
Qua mai mối, chú tìm được một người bổn tỉnh tên Hoàng Thạch Lan. Chúng tôi chung sống với nhau mấy năm, sinh hoạt mặc dù không dư nhưng tương đối an ổn, con cái cũng bớt lao khổ. Trong thời Nhật chiếm đóng, vì tôi là người ngoại tỉnh nên không thể cùng người bổn tỉnh làm vợ chồng chính thức. Vì vậy Thạch Lan không thể nhập hộ khẩu, không được xem như là phu thê danh chính ngôn thuận. Cũng do chuyện hộ khẩu này mà chồng tôi phiền não bao năm. Ông nghĩ đủ cách nhưng tuyệt chẳng có phương pháp gì. Bởi vì anh của Hoàng Thạch Lan là thư ký đương thời, ông nắm rõ tình hình, thừa biết đây là chuyện bất khả thi, nên đã khuyên chồng tôi hãy mau mau bỏ tôi mà đi cưới một người phụ nữ bổn tỉnh làm vợ cho an toàn. Chồng tôi do vì không thể nhập hộ khẩu nên bị người ngoài gièm pha, nói rằng mấy năm nay anh è cổ ra phụ dưỡng nuôi con riêng của vợ, rốt cuộc vẫn không được thừa nhận là gia trưởng chính thức, chỉ có danh nghĩa sống chung phất phơ bên ngoài mà thôi. Vậy đâu thể tính là hạng có gia đình đường hoàng, vì không được luật pháp công nhận. Thế thì tại sao anh không mau ra ngoài tìm một phụ nữ bổn tỉnh mà cưới làm vợ chứ hả? Chồng tôi đáp, Mỹ Nguyệt không cho tôi nhập hộ khẩu thì tất nhiên tôi sẽ ra tay cho mà xem. Bạn bè bảo anh, tôi kêu anh ra ngoài cưới vợ khác thì không chịu, mà hiện thời anh đâu có được xem là chồng chính thức của ả này, vậy thì anh còn phương pháp gì khác nữa? Chồng tôi nói, tôi sẽ giết ả. Hôm đó là rằm tháng 8 nên rất náo nhiệt. Chồng tôi về nhà, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, bởi vì đã có người tiết lộ chuyện anh có ý muốn giết vợ cho tôi hay. Nên trong đêm khuya, tôi bảo anh, vợ chồng mình chung sống mấy năm, chỉ tại luật pháp quốc gia chế định như thế, nên em không thể vô hộ khẩu cho anh. Mình đâu còn cách nào khác, anh đừng có trút giận lên em nhé. Nghe người ngoài nói anh muốn giết em, có thật là anh đã nói như vậy không? Anh đáp, không hề có, đây là người ngoài nói đùa với em thôi. Chúng ta sống tốt như vậy, tại sao anh lại có ý muốn giết em chứ? Đừng có tin mấy lời ba xàm ba láp của thiên hạ. Tôi mỉm cười, em cũng nghĩ vậy. Con cái đối với anh rất ngoan, không nhập hộ khẩu được thì cũng đâu có sao, phải không anh? Thấy anh tỏ vẻ đồng tình, tôi cho rằng mình sẽ cùng chồng sống bình an vô sự, chẳng lưu tâm đến việc này làm chi nữa. Nhẫn tâm ra tay truy cùng giết tận. Ai ngờ khuya hôm đó, khi tôi cùng hai con đang say giấc nồng, thì anh cầm một thanh mã tấu lao vào lẹ như cuồng phong, hung hãn chém liên tiếp vào bụng tôi 3 nhát, làm ruột tôi bị đứt mấy khúc, lòi cả ra ngoài. Đồng thời phẫn giải cũng ào ào tuôn ra. Lúc này hai tay và lưng tôi còn bị anh chém thêm 10 mấy nhát nữa. Nhưng khi đó tôi không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng biết chạy đi đâu trốn. Tiếp đến còn nghe ảnh quát lên, nhổ cỏ phải diệt tận gốc, nhất định không để một ai trong nhà được sống sót. Rồi anh lao đến chém con gái 14 tuổi của tôi. Con gái tôi bị thương nghiêm trọng, từ trên lầu nó vội nhảy xuống đất. Sau đó không bao lâu thì tắt hơi. Con trai tôi lúc này nhìn thấy mẹ và chị đều bị giết, sợ đến ngây người nên cứ đứng như pho tượng ở cạnh bên. Tôi lúc đó chẳng lý đến thân mình, vội hét bảo con trai mau chạy trốn. Khi đó chồng tôi cầm mã tấu truy sát thằng bé. Tôi vội đưa tay giật đao của anh, vì vậy mà ngón tay tôi bị đao chặt đứt. Hiện nay tay đã lành nhưng ngón tay thì không thẳng được. Con trai tôi cuối cùng cũng chạy trốn được và tìm người kêu cứu. Khi chồng tôi thấy có người đến thì liền tự sát. Nhờ có người nhanh tay đoạt lấy đao nên vết thương của anh không nặng. Các người khác thì lo gọi cảnh sát tới. Tôi lúc đó chẳng biết mình bị thương ra sao, chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của các con thôi. Người bên ngoài thấy vậy bèn chỉ vào thương tích trên mình tôi la lên, bà hãy nhìn xem thân bà đây nè, sao mà đầm đìa bê bết máu như thế, chỗ bà đứng máu tuôn thành dũng chảy đầy đất kia kìa. Ôi trời ơi, thương tích nặng quá, nguy to rồi.
Nghe họ nói thế, tôi mới cảm giác là mình bị thương. Trên thân máu tuôn không ngừng, tôi ngã xuống đất ngất đi và được cảnh sát chở đi cấp cứu. Đến y viện, vết thương vẫn chưa được may lại ngay, phải đợi 4 tiếng đồng hồ, vì y viện 7 giờ mới mở cửa. Đến 11 giờ mới làm xong thủ tục và bắt đầu chữa trị khâu vết thương. Khi viện trưởng đến chỗ tôi lấy máu xét nghiệm để trị thương, tôi nghe họ nói văng vẳng bên tai là không còn máu để lấy nữa. Lúc họ nhấn ruột vào bụng để may lại thì phát hiện ruột bị chém đứt nhiều khúc, phần giải trào ra ngoài, có chỗ còn nát nhừ. Do vậy bác sĩ chỉ khâu may qua loa. Họ nhét vội mấy khúc ruột đứt rối lộn xộn vào bụng tôi rồi may lại, vì cho rằng dù sao tôi cũng khó mà sống được nữa. Sau đó họ đưa tôi đến phòng thái bình nằm chờ chết. Phần hung thủ đã tự chém hắn 2 đao để tự sát, cũng đang nằm ở phòng bên cạnh. Có người hỏi anh ta vì sao lại giết vợ. Anh nói mụ đàn bà này là người xấu nên tôi phải giết ả, chẳng biết ả có thể trị lành không. Không có cơ hội đâu, nghe viện trưởng nói là bà ta khó mà qua khỏi. Tôi nằm cạnh bên, nghe rõ từng câu ông chồng bất nhân đang trốt lời bôi nhọ danh dự mình. Trong lòng tức giận, rất muốn dùng tay xé cho bung hết chỉ khâu ra, cầu cho mình chết sớm một chút. Nhưng tôi bất lực không thể cử động, chỉ có tâm tư là còn tri giác rõ ràng. Sau đó lại nghe bác sĩ bảo kháng hộ, bà này không thể nào sống qua 11 giờ đêm nay, các cô nhớ lưu ý theo dõi. Cô y tá nọ quay về báo tin cho chồng tôi hay là hiện thời chỉ còn chờ đợi tôi tắt hơi. Tôi biết không bao lâu nữa mình sẽ chết, tự tủi thân mệnh khổ, nhưng bây giờ ngay cả nước mắt cũng đã cạn kiệt, không còn có để mà trào ra. Lúc này tôi thấy 2 y tá giám hộ, nhưng họ không lý gì tới tôi, tỉnh bơ bỏ đi ngủ, không có chút trách nhiệm. Trong thời gian chờ chết, tôi bỗng nhớ đến danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, nên bắt đầu niệm chú Bạch Y. Trong quá khứ tôi từng quy y Tam Bảo ăn chay, cũng tính là đệ tử Phật. Tôi nghĩ nếu như do gặp chuyện bất hạnh mà phải chết đi như thế này, thân tôi chết đã cam đành, chỉ sợ từ nay về sau không ai dám tin hay quy y Phật giáo. Vì vậy tôi tĩnh tâm nhắm mắt thầm niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng chừng hơn 20 tiếng. Kỳ tích xuất hiện. Ngày đó trong phòng xảy ra chuyện lạ. Tôi mở mắt nhìn thì thấy trong phòng không có ai, nhưng căn phòng đang tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu khắp. Tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân đứng trước mặt tôi, còn có vô số người đứng phía sau Bồ Tát. Đồng vì tôi chắp tay niệm Phật, thấy trong tay Bồ Tát cầm vật gì giống như lá chuối tiêu, Ngài trao cho tôi. Tôi thầm thắc mắc, không biết Ngài ban cho tôi lá chuối tiêu này để làm chi. Đang nghĩ vậy thì đã nghe Bồ Tát nói, đây là lá ba tiêu, không phải là lá chuối hương. Ở thế gian không có vật báo này đâu, cũng không giống lá ba tiêu ở thế gian. Lúc này tôi bỗng thấy dễ chịu, thoải mái rất nhiều, liền thốt một câu, à, thế gian không có ư, thế thì hay quá. Sau đó tôi an ổn thiếp đi, ngủ một mạch cho đến trời sáng. Tất cả đau đớn đều không, chỉ cảm thấy không còn tinh thần mà thôi. Hôm sau Pháp viện Đài Bắc cử pháp y tới để kiểm tra xác tôi, vì nghe bệnh viện báo cáo rằng tới 23:20 nhất định tôi sẽ chết. Y viện này thuở giờ đoán định thời gian chết luôn chuẩn xác, chưa hề bị sai. Các bác sĩ đồng khẳng định vết thương nặng như vậy, người này không thể nào sống nổi. Thế mà sáng ra tôi vẫn chưa chết, điều này làm chấn động ầm náo cả bệnh viện. Sở trưởng Cơ Long đích thân đến thăm và bảo tôi, nhất định là bà trong quá khứ có làm việc tốt nên được thần minh che chở. Thương tích nặng như bà đây, 10 phần thì chết hết 12 rồi.
Vậy mà bà vẫn sống, đáng lẽ chết rồi mà lại vượt qua, nhất định là có phúc đức lớn đó nha. Tôi nghe ông nói, nghĩ đến cuộc đời mình quá khổ, đến mức phải gia phá nhân vong, bất giác buồn thống thiết, bật khóc to. Sở trưởng khuyên tôi không nên khóc. Ông nói, bà hiện nay ruột bao tử gì cũng đều nát, cho nên suy nghĩ thương tâm mà làm động vết thương khiến nó lâu lành. Các con bà đều ổn cả. Tôi nói, ông không cần nói dối tôi làm chi. Con gái tôi bị chém dở bụng, sau đó đã quả thiêu, tôi đều biết hết. Ông nói, bà biết rồi thì tôi không giấu bà nữa, xem như bà còn phúc. Con gái bà số phận chẳng may. Tôi sẽ dùng tiền túi riêng để trả phí chẩn trị cho bà. Nghe bác sĩ nói với tôi, ai mà bụng ruột bị chém đứt như thế này thì quả thực vô phương cứu chữa. Xem như bà đây bị chém thủng bụng, đứt ruột, lòi cả phân, ruột bị nát đứt, nhưng bà vẫn không chết. Quả là một chuyện rất lạ. Bà chắc chắn có phúc đức may mắn lớn. Qua năm mới, sở trưởng phái người mang đến rất nhiều quà, đủ các thứ cần thiết biếu cho tôi để an ủi. Hung thủ tàn độc còn muốn giết tiếp. Hung thủ ban sơ nghe nói tôi đêm ấy chắc chắn chết nên trong lòng rất vui. Y không hề có chút ăn năn hối lỗi, chỉ mong cho tôi chết. Hai ngày sau, ông bỗng hỏi thăm y tá xem tôi đã chết chưa. Khi nghe kháng hộ đáp, thật quá kỳ lạ, không những bà ấy chẳng chết mà bệnh còn chuyển tốt, hiện giờ đang nằm dưỡng thương, một chút thống khổ cũng không. Hoàng Tịch Lan nghe vậy thì phát tức, nghiến răng ken két nói, lần này ả không chết thì tôi sẽ giết tiếp tục. Tôi sẽ dùng dao để cắt đầu ả, xem có còn sống được không. Y viện sợ hắn hành hung giết người nữa, bèn cho đổi phòng. Nhưng hắn vẫn rắp tâm sát hại tôi. Ngày nọ, hắn dò la biết tôi đang ở trên lầu, bèn nói, tôi không có đau thì dùng tay đấm cho lũng vết thương nơi bụng bà, khiến ruột bà lòi ra, xem có chết hay không. Ngày nọ, dù bị y viện xiềng chân, nhưng hắn vẫn ráng bò lên lầu định sát hại tôi. May là có người phát hiện kịp, bèn đánh hắn ngã nhào, rồi bắt hắn nhốt lại. Đợi vết thương hắn lành thì sẽ cho phán án tù 15 năm. Muốn rõ hiện quả, nhìn xem tiền nhân. Phần tôi, sau khi vết thương tạm lành thì xuất viện, tôi thường một mình ở trước tượng Quan Âm khóc thống thiết không ngừng. Tôi nghĩ bình sinh mình không làm điều gì xấu, tại sao lại gặp thống khổ cực cùng như thế. Chồng trước sớm mất, tôi tái giá thì gặp người có tâm độc ác. Vì sao y tàn nhẫn muốn giết tôi như thế? Con gái tôi 14 tuổi cũng bị chết thảm trong tay hung thủ. Chúng tôi kẻ chết, kẻ bị thương, vậy mà hung thủ chỉ bị phán tù 15 năm. Ông ta có tội rất đáng bị trừng trị, nhưng phần tôi có tội gì đâu mà phải chịu hoạn nạn liên tục. Chẳng biết kiếp trước tôi làm gì xấu. Tôi khẩn cầu Bồ Tát từ bi khai thị, chỉ rõ cho mình hiểu. Một hôm, tôi đang niệm Phật thì bỗng thiếp đi, thấy mình biến thành một vị công tử, trong tay cầm cung tên. Theo sau công tử có một người hầu. Hai chủ tớ họ nhìn thấy một con tinh tinh, vị công tử vội nhắm cho chuẩn rồi xạ tiễn. Tinh tinh trúng tên, ngã lăn ra đất. Tên hầu liền chạy tới bắt tinh tinh giết đi. Sau đó không lâu, tôi lại nhìn thấy cảnh con tinh tinh báo thù nên vội chạy trốn. Tinh tinh vẫn đuổi theo phía sau. Tôi liền nhảy xuống nước. Nó chụp lấy đầu tôi, định xiết cổ tôi đến chết. Tôi liền niệm, Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Ngay lúc đó, Ngài xuất hiện, bảo con tinh tinh rằng, súc sinh, người vẫn còn muốn hại người ư? Con tinh tinh liền chắp tay. Ngài mang nó đi, còn nói, nhốt nó 8 năm, nếu biết sửa đổi thì sẽ thả. Bồ Tát đi rồi, tôi hốt nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng giống như mộng mà không phải mộng. Đây rõ ràng là Bồ Tát muốn cho tôi thấy rõ tiền thân, nên ứng hiện cho tôi biết. Đời trước tôi là công tử, còn người hầu kiếp xưa, Ngài chính là con gái tôi.
Tinh Tinh là người chồng truy sát tôi hiện thời. Do kiếp xưa tôi bắn Tinh Tinh bị thương, tên người hầu là đem nó giết đi. Vì vậy mà hiện đời tôi bị nam nhân sát thương, con gái tôi thì bị nó giết chết. Tinh Tinh báo thù, muốn nhảy vào nước bóp cổ tôi. Cũng giống như lần này tại y viện, hung thủ lại ra tay muốn giết tôi lần nữa. Việc rất kỳ quái là y bị phán tù 15 năm, nhưng mới thọ hình có 8 năm thì được ân xá phóng thích. Ứng hợp với cảnh trong mộng, tôi thấy Bồ Tát mang con Tinh Tinh đi và nói, nhốt hắn 8 năm, biết cải hối thì thả. Đúng là báo ứng nhân quả không sai mảy may. Tôi ngay đây hiểu rõ, kiếp trước tính mình háo sát ưa đi săn, chẳng biết đã giết hại biết bao sinh mệnh, cho nên đời này phải thọ thống khổ. Chỉ có thành khẩn tin Phật, ăn năn sám hối mới mong tiêu tai giảm tội. Bị phẫu thuật lớn nhỏ tính ra có 16 lần. Tôi lành bệnh rồi, do vì ruột bên trong không được an vị tốt nên thường hay bị đau. Hễ ăn uống hay cảm ho thường rất thống khổ. Có khi đang ngủ trở mình ruột cũng đau, do vậy phải đi bác sĩ. Ông khám xong thì nói, lúc đó nhân vì nghĩ bà thế nào cũng chết, cho nên chỉ nhét đại ruột vào rồi may vá qua loa. Vì vậy mà bệnh của tôi cứ tái đi tái lại, đến nỗi phải đại phẫu 3 lần, tiểu phẫu 13 lần. Người bình thường trải qua 3 lần đại phẫu thuật là đã khó sống, nhưng tôi vẫn không chết. Đây có lẽ là quả báo tôi phải trả trong lúc sống. Do tôi nghèo không có tiền trả bác sĩ, mà bác sĩ cũng không có lòng, nên khi mổ bụng tôi kéo ruột ra, thấy có chỗ nào không ổn thì cứ cắt bỏ rồi may lại. Kết quả ruột tôi bị ngắn, sau khi về cảm thấy không thoải mái. Do về sau bệnh cứ tái phát hành hạ, cứ phải mổ tới lui hoài. Dù trải qua phẫu thuật nhiều, do không có tiền nên bác sĩ chẳng nhiệt tình. Bởi ruột bị giá díu nhiều, thường phải nhờ y viện chữa, nhưng không thể trừ tận gốc. Sau đó tôi cũng thay phiền không đi bệnh viện nữa, chỉ đành cầu Bồ Tát che chở cứu cho. Có nhiều lần chỗ bị thương phát viêm, trong mộng thấy Bồ Tát tiêm chích cho tôi, thì ống tiêm của Ngài rất lớn, chích vào có một vật gì trăng trắng chảy ra. Hôm sau tôi nhìn vết thương thấy có một vật trắng rồi ra, bèn dùng dao cắt đi, qua ngày sau thì lành. Bệnh tôi đa số đều nhờ Bồ Tát trong mộng trị lành, mấy lần đều như thế. Ân đức từ bi cứu khổ của Bồ Tát khiến tôi trọn đời khó quên. Tóm lại, xin Thầy từ bi đem chuyện tôi viết ra cho mọi người biết, để mọi người cùng tin Phật, siêng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải nói là, vết thương khắp thân bà tôi đều có xem qua. Thú thật, tôi vừa nhìn là đã thấy khủng khiếp, cũng thầm xúc động vì lực cứu khổ cảm ứng bất khả tư nghị của Bồ Tát. Chuyện này không thể dùng sức người cứu bạc, phi diệu ngoài sức tưởng. Bà kể xong câu chuyện trong khoảng thời gian 2 tiếng, nhưng cả tinh thần tôi đều bị chìm vào trạng thái căng thẳng. Dương cư sĩ bảo tôi, bà hiện tại tu rất tinh tấn, vốn là một người không biết chữ, nhưng có người cho bà một bộ pháp hoa, vậy mà bà có thể tụng kinh pháp hoa. Phật pháp thật di diệu, hy vọng độc giả không nên đợi lúc rảnh mới tu, mà hãy tinh tấn trong mọi lúc. Sư Chữ Vân ghi. Lời bình. Lúc mới xem sơ bản gốc và chuẩn bị dịch, tôi cảm thấy tình tiết ông chồng chém vợ trong câu chuyện này thật vô lý, khó mà tin được. Có lẽ nào vì không thể nhập hộ khẩu mà giết vợ. Nhưng rồi tình cờ lướt mắt xem các tin tức đăng nhan nhản trên báo hàng ngày, kể chuyện các ông chồng đánh vợ, đổ nước sôi vào tai vợ, đốt vợ vì những lý do cỏn con không ra đâu vào đâu, thì tôi không còn nghĩ câu chuyện chồng giết vợ trên đây là vô lý nữa. Nhất là khi bị luật nhân quả chi phối vận hành, thảm sự bắt nguồn từ ác nhân sát sinh của đương sự trong tiền kiếp. Chuyện sát sinh, Phật đã cảnh báo, nhắc nhở rất nhiều lần,
thậm chí kể cả câu chuyện nguyên nhân dòng họ Thích của Ngài bị Tỳ Lưu Ly sát hại là do kiếp xa xưa, Tỳ Lưu Ly là con cá to, còn hoàng tộc dòng họ Thích khi đó là dân làng Chài, đã cùng nhau giết con cá ăn. Do vậy mà đời này lãnh quả báo bị Lưu Ly thảm sát. Dù Phật đã chế giới không sát sinh, mong đệ tử Ngài tuân giữ, nhưng dường như rất hiếm người tin rằng sát sinh sẽ lãnh thảm báo. Vì vậy mà đa số đệ tử Phật thường thọ giới về để đó thôi, chứ không nghiêm giữ. Câu chuyện này một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta hãy cẩn trọng đừng sát sinh, và hiểu thâm thiết rằng bất kỳ giới cấm nào của Phật đều cũng rất quý báu, cần nên tuân thủ. Vì mục đích giới luật Ngài chế định đều nhắm vào việc bảo vệ hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Vì sao hay bị tình làm tổn thương? Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2006, một độc giả viết thư cho tôi như sau: Chào chị Diệu Liên, em thường lên mạng xem chị giải đáp về nhân quả, đọc mà ngậm ngùi, nước mắt tuôn đầm đìa. Em biết mình có tội sâu nặng, có lẽ do túc thế đã tạo nghiệp chướng vô biên, nên hiện đời nếm đủ khốn khổ gian truân. Ba lần bị tình hành khổ, khiến em nhiều lần muốn tự tử. Từ khi theo học Phật đến nay, em dũng mãnh sám hối, sửa đổi, mặc dù xem như chưa đủ, nhưng tất cả hiện đang chuyển biến tốt. Em hiểu đó là nhờ quy lực của chư Phật, Bồ Tát gia trì, nên thầm tri ân. Chỉ biết phát nguyện tinh tấn tự tu rồi mới độ người, những mong có thể báo ân Phật. Thế nhưng trong những lúc trầm tư tĩnh lặng, em mơ hồ trông thấy nhiều hình ảnh tiền trần liên quan đến số mệnh trái ngang. Em cảm nhận rất rõ điều này, nhưng chưa đủ năng lực hiểu thấu nhìn ra nguyên nhân. Sau đây là câu chuyện của em, mong chị chịu khó xem. Em sinh ra được 6 tháng thì ba mẹ cãi nhau rồi ly thân. Lúc em 3 tuổi thì ba mẹ ly dị. Em về sống với bà nội tại Cố Hương A được 10 năm. Sau đó vì việc học em phải lên thành phố B, nhưng vẫn cùng sống với bà. Năm 1996 em thi đậu đại học. Năm 2000 thì tốt nghiệp và công tác ở phố C. Sau đó do em đổi công tác nên phải đi khắp phố này đến phố khác. Đến bây giờ thì về lại phố B. Hồi năm 1994 em đang học cao trung chuyên khoa văn thì quen biết anh Bằng. 1995 phát sinh luyến ái. Đến năm 2002 thì cùng sống với Bằng tại phố D. Tháng 3 năm 2003 chúng em chia tay. Tính ra yêu nhau hơn 8 năm. Dù chia tay rồi nhưng lòng em vẫn còn dương dấn. Tháng 8 Bằng lại đến phố D gặp em. Mới đầu do Bằng đồng ý nên em mới để cho có thai. Nhưng không ngờ qua Tết 2005 thì Bằng đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Sau đó thì em phá thai. Tính ra chúng em yêu nhau cũng đã 10 năm, đến nay không còn gặp lại. Cuối tháng 11 năm 2003 em đến phố E nỗ lực làm việc cùng lãnh đạo tên Minh. Sự nghiệp phát huy hoàng, hai bên đều thành công. Cũng do vậy mà em rơi vào ái luyến khó thoát ra. Bởi chỉ có em yêu nồng nhiệt nên tình thành vô vọng. Vì cuối năm 2004 anh Minh được điều về phố C và không liên hệ cùng em nữa. Em thừa biết là anh ta không cần em, nhưng em lại vô phương thoát ra tình cảm này nên tự ôm lấy sầu khổ vô biên. Ngày 15 tháng 3 em quen anh Bân. Do có kinh nghiệm làm việc và thân thế tương đồng nên chúng em dễ dàng cảm thông thấu hiểu nhau. Chúng em vừa gặp là cùng yêu say đắm, vô phương thoát ra. Mức độ thân thiết tưởng như có thể bứt lìa, vậy mà chỉ trong chớp mắt tình cũng tàn mau. Vào ngày 8 tháng 5 vợ anh xuất hiện và anh biến mất.
không hề tìm gặp lại em. Đến nay hai bên cũng chưa từng gặp lại. Xem như kết cục cũng giống như mối tình đầu. Trên đây em chỉ thuật lại những mối tình sâu nặng gieo khổ thống thiết cho em. Còn các mối tình vụn vặt thì không kể làm chi. Có thể thấy đời này em phạm đào hoa nghiêm trọng, tội sâu vô biên. Chỉ một chữ tình thôi mà đã hành em gian truân thống khổ hết nửa đời người. Chị ơi, em kể mà không ngăn được suối lệ tuôn trào. Có lẽ chị cũng xem thường em. Không biết em đã tạo ra tội nghiệp gì trong kiếp trước mà khổ quá như thế. Ngoài trừ nỗ lực sám hối tu tập ra, em chưa biết mình phải làm sao nữa. Xin chị hãy giải đáp cho em hiểu. Em kính lễ tạ chị, Kim Khánh. Ngày 29 tháng 12 năm 2006, tôi đã giải đáp cho Kim Khánh nghe căn nguyên nhân quả của cô như sau. Về mối tình cùng chàng trai tên Bằng, vào đời quá khứ, Khánh là Bá Tước An, còn Bằng là một thiếu nữ đã yêu Khánh vô cùng say đắm. Cũng giống như đời này, tình cảm hai bên gắn bó sâu đậm được 10 năm, thì ông Bá Tước bỗng thay lòng, không còn thương tưởng đoái hoài gì đến thiếu nữ kia nữa. Do ông lo truy tìm tình mới nên lạnh nhạt phũ phàng với người cũ. Về mối tình cùng ông lãnh đạo Tinh Minh, vào đời quá khứ, hai bên đồng mang kiếp chuột. Khánh là chuột cái, mình là chuột đực. Chuột đực rất yêu vẻ lanh lợi xinh xắn của chuột cái, nên luôn tìm cách làm vui lòng tình nương. Hễ tìm được món gì ngon là chàng đem dâng nàng. Nhưng chuột cái chỉ có tâm lợi dụng để hưởng thụ. Sau khi ăn sạch hết cống phẩm rồi thì ả cư xử với chuột đực vô cùng tồi tệ. Tuy bản thân có thầm ưa chuột đực theo tò tò bên cạnh mình, nhưng ả luôn tản lờ, giờ như không thấy không nghe. Một bề kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới chuột đực. Về tiền duyên với chàng trai tên Bân, thời quá khứ có một đời Khánh làm đại tướng thống lãnh đội binh. Trong một lần sau khi đánh trận xong thì ông đóng trú nơi tiểu trang viên của một viên ngoại. Chàng Bân kiếp đó mang thân nữ, là con gái của viên ngoại. Hai bên vừa nhìn thấy nhau thì trong lòng cùng ôm chung mối hận. Đồng tiếc là đã gặp nhau quá muộn, bởi vì lúc đó vị tướng quân kia đã có vợ ở quê nhà. Thế nhưng ông tướng và cô gái vẫn say men tình có thể thoát ra. Suốt ngày họ quấn quýt không rời. Nhưng chẳng bao lâu thì đoàn quân phải lên đường. Cuộc tình này biến thành vô vọng, không có kết quả. Kể xong tôi kết luận, trong các kiếp quá khứ, nhiều đời Khánh thường làm tướng, đã quen biết và giao du với vô số phụ nữ xinh đẹp. Xem như các cô khó thoát khỏi bàn tay đào hoa và dàn kinh nghiệm tình trường của Khánh. Kiếp này nhân duyên hội đủ, do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, nên Khánh luôn phải nếm lại những tổn thương tình ái mình từng gieo khổ chồng chất cho người trong bao kiếp xưa. Qua câu chuyện này, tôi xin khuyên các vị, làm người ở thế gian nhất định phải tạo thiện duyên cùng chúng sinh, chứ đừng kết ác duyên. Phải hiểu nhân quả báo ứng như bóng tùy hình. Ngàn vạn lần quý vị nên cẩn trọng, chẳng nên khinh thường đùa tình tạo ác. Đến lúc thọ báo rồi mới ân hận thì đã muộn. Diệu Liên, Trang Mạng Bác Khách. Giờ lớn, giờ bé. Tôi có một đệ tử học dược, tạm gọi là Tiểu Lan, mới kết hôn năm ngoái. Chồng Lan
là con một nên rất khao khát có con. Nhưng dù kết hôn đã lâu, cả nhà mong ngóng mọi mắt mà chẳng thấy có tin vui. Do bởi Tiểu Lan hồi trẻ vì ngu khờ nên đã phạm lỗi phá thai. Lúc đó cô chưa biết Phật pháp nên thường tức giận với chồng, dẫn đến chứng rối loạn kinh nguyệt, còn bị u nang buồng trứng, viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng. Do vậy mà Lan không thể hoài thai, hơn nữa còn bị bệnh yết hầu nặng. Tôi quan sát thấy nơi cổ Lan có một hình thù giống như con rắn quấn quanh, bất kể làm thế nào cũng không thể siêu độ khiến nó rời đi được. Dù Lan đã đi khám rất nhiều danh y nhưng trước sau vẫn không thể có con. Vì vậy mà kể từ năm ngoái, chồng Lan kiên quyết đòi ly hôn. Mới đầu cha chồng Lan hứa hẹn là sẽ mua cho Lan một căn nhà bên ngoài nếu như chịu ly hôn. Thế nhưng sau đó con trai ông lại thay lòng ra ngoài tìm vợ bé, nên họ cương quyết từ chối mua nhà, nói là không có tiền. Tôi góp ý với Lan, nếu như hai bên không còn tình cảm thì có thể ly hôn, nhưng trong chuyện này người nôn gấp không phải là Lan mà là chồng cô. Nếu họ chẳng chịu đáp ứng đúng như điều đã hứa trước đây thì Lan hãy cứ thông thả. Lan cũng là một cô gái đáng thương, nếu như vì không thể mang thai mà bị nhà chồng ruồng rẫy, vậy thì sau khi bị bỏ rơi rồi thì cô sẽ không có chỗ nương thân. Do vậy mà cô có thể tiếp nhận cách cư xử vô tình của bên chồng. Điểm này tôi rất thông cảm. Lan nói cô không hề tham lam hay muốn đòi hỏi chi nhiều, chỉ hy vọng bên chồng có thể cho cô căn nhà nhỏ khoảng 60m² để dung thân là đủ. Mà xét theo kinh tế khá giả của bên chồng thì việc mua căn nhà như vậy cho Lan là chuyện không đáng kể. Gần đây do cô vợ bé mà ông chồng gian díu bên ngoài đã mang thai, nên bên nhà chồng rất cần ly hôn gấp. Nhưng họ chỉ đồng ý bỏ ra cho Lan 10 vạn nhân dân tệ. Lúc Lan hỏi ý tôi nói như vậy là hơi ít, cô hãy cứ thông thả chờ xem. Thông thường đa số các nữ nhân tìm đến nhờ tôi giúp đều vì vấn đề hôn nhân. Lan cũng không ngoại lệ. Cô còn là một trong các nữ đệ tử đầu tiên được tôi thu nhận vào ngành dược. Nhưng chưa bao giờ tôi quan sát giúp cô về nhân quả của cuộc hôn nhân này. Vì sao ư? Bởi Phật từng dạy, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Tôi nghĩ Tiểu Lan là một cô gái thông minh, có ngộ tính cao, nhất định tự cô có thể hiểu ra thôi. Thế nên những khi có phiền não tìm tới thì tôi chỉ tư vấn theo kiểu nói vài lời khuyên nhủ hoặc góp ý sơ. Tôi cứ chiếu theo thực tế mà bảo cô cần phải hành động thế nào, chế tuyệt không hề bỏ công quan sát nhân quả giúp cho cô. Một ngày nọ, cô gọi điện than thở với một bạn đạo thân thiết, hàm ý quán trách tôi. Đại khái là cô đã thống khổ đến nước này rồi mà tại sao tôi là sư phụ lại khăng khăng không chịu quán sát nhân quả cho cô. Sau khi nghe vậy, vì muốn giúp Lan hóa giải, chuyển phiền não hiền kiếp thành bồ đề, tôi đành bỏ thời gian ra để quán sát cho cô, ráng sức tìm hiểu để nhìn cho thấu nhân quả tiền kiếp giữa cô và ông chồng hiện tại. Kết quả, tôi nhìn thấy một cảnh tượng. Đầu tiên xuất hiện cảnh một phụ nữ trẻ đang treo cổ tự vẫn. Vì thất vọng buồn khổ về tình nên cô ta quyết tâm kết liễu đời mình. Ngay giây phút đó tôi hiểu ra, trước đây tôi từng nhìn thấy nơi cổ Tiểu Lan có hình thù giống như con rắn quấn quanh. Sự thật không phải là con rắn mà chính là dòng dây thòng lọng. Do hơi giống hình dạng rắn nên tôi bị nhầm. Đó là lý do vì sao tôi không thể xua tan cái vòng quanh cổ. Vì đâu có ai lại đi cầu siêu cho sợi dây thòng lọng. Mạng sống người ta được cha mẹ ban cho, không nên tự sát. Lan cần phát lộ ăn năn sám hối hành vi tự sát trong quá khứ thì hình dạng sợi dây quanh cổ này mới có thể tan biến triệt để. Tiếp đến tôi nhìn thấy có một nam nhân cứu cô gái treo cổ này. Vì chăm sóc cô nên ông đành dẫn cô về nhà, thành là tiểu thiếp của ông. Nam nhân này vốn đã có vợ rồi, tình cảm đang rất mật thiết sâu đậm,
và bỗng dưng dẫn người thứ ba về chen vào, khiến cho cô vợ lớn phải khổ đau thống thiết. Đọc đến đây chắc quý vị đã hiểu ra, nam nhân cứu mạng cô gái treo cổ chính là chồng Lan hiện thời, còn Lan chính là cô gái tự dần được cứu sống. Đời này cô vợ bé Hiền đang mang thai với chồng Tiểu Lan, chính là vị chánh thê kiếp trước của ông. Cô gái kiếp xưa tự sát không chết là Tiểu Lan, sao lại thành tiểu thiếp của ân nhân cứu mạng? Vì cô đã khiến cho chánh thê của ân nhân phải đau khổ thống thiết, nên bây giờ nghiệp lực dẫn dắt, quả báo chiêu cảm, đời này Tiểu Lan lại cùng ân nhân quá khứ kết hôn. Nhưng chỉ được một thời gian, chứ không thể cùng sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc được, vì cô phải nhường hạnh phúc đó cho vị chánh thê kiếp trước và phải trả báo. Nếm lại mùi vị đau thương của thân phận người vợ cả bị kẻ thứ ba chen vào, để chuộc lại tội kiếp xưa cô đã làm cho vị chánh thê buồn khổ. Thực ra Lan lấy chồng đời này cũng chỉ là để báo đáp thâm ân ông từng cứu mạng đời trước, nhưng thực tế chính Lan bắt buộc phải nhường chỗ cho người vợ cả kiếp xưa, là người mà Lan đã có lỗi. Khi tôi điện thoại kể cho Lan nghe về nhân quả nghiệp báo của cô xong, thì những guốc mắc thống khổ trong lòng Lan đều quá dại tan biến. Lúc này cô bật cười sảng khoái nói: "Thế thì con phải mau mau ly hôn để tác thành cho họ. Thôi được, mười dạng thì mười dạng vậy." Từ đó Lan tinh tấn tu, hưởng pháp lạc hạnh phúc và giải thoát khỏi buồn đau. Ân nào cao hơn? Tôi có một chị bạn rất thân tên Ca. Trong một dịp tình cờ, chị được người giới thiệu làm mai cho một nhà tỷ phú Hương Cảng. Nhà tỷ phú vừa gặp chị thì rất si mê, nên theo đuổi không rời, thầm mong chị đáp ứng nhận lời làm vợ ông. Nhưng ước mơ của nhà tỷ phú bị một nam nhân khác xen vào phá vỡ tan, bởi mỹ nhân đã đồng ý làm vợ nam nhân kia. Ngày hôm kết hôn, chị Ca rất hối hận khi phát hiện ra Đức Lan Quân mà chị ngỡ là lý tưởng hoàn mỹ, té ra là một gã hư hỏng. Chị đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Chị từng nghĩ sẽ ráng nhìn cả đời, nhưng cuối cùng chị vẫn phải ly hôn. Sau khi ly hôn, chị còn phải chia rất nhiều của cải tiền bạc cho gã chồng hư đốn nọ. Sau đó, tình cờ chị gặp một vị thông tuệ nhìn thấu túc mệnh, bảo chị rằng trong kiếp quá khứ chị từng thiếu nợ người chồng này, cho nên hiện đời khi hai bên mới gặp nhau thì thấy dường như anh ta cực kỳ say đắm chị, đến mức nếu không cưới được chị thì anh sẽ chết. Thực tế anh ta đã khéo léo che giấu tính dối gian giả trá của mình, cho đến hôm kết hôn mới bại lộ. Chị sốt ruột hỏi: "Vậy đời này con đã trả đủ nợ cho anh ta chưa?" Cao nhân đáp: "Đã trả xong hết rồi." Chị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và cũng không còn oán hận anh ta nữa. Còn một câu chuyện khác do người bạn thân kể cho tôi nghe. Vào thời xưa, có một thư sinh lên kinh ứng thí. Giữa đường gặp tuyết rơi nhiều nên anh bị hôn mê bất tỉnh và được một thiếu phụ cứu đem về nhà và săn sóc cực kỳ chu đáo. Nhờ vậy mà anh thư sinh nhanh chóng hồi phục sức khỏe và có thể lên đường đi thi. Do được chăm sóc quá tử tế ân cần, nên thư sinh này đối với thiếu phụ nọ phát sinh tình cảm. Anh khuyên nàng hãy bỏ gia đình để đi theo mình, nhưng thiếu phụ không đồng ý. Dù vậy, nàng vẫn đối rất tốt với anh. Thư sinh bị cự tuyệt thì trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, đến mức không thể học hành. Thế là anh bèn đi tản bộ giải khuây, tình cờ ngang qua một ngôi chùa nọ.
Hòa thượng trụ trì vừa gặp anh đã hỏi ngay: "Trong tâm anh hiện đang có chuyện buồn khó giải phải không?" Anh thư sinh rất ngạc nhiên, bèn thổ lộ hết nỗi lòng. Anh nói: "Con nghĩ trăm lần cũng không hiểu được thiếu phụ kia. Tại sao cô ấy không chịu bỏ đi theo con, trong khi rõ ràng là cô ấy cũng có cảm tình với con? Bởi cô chăm sóc con rất nồng hậu, và thái độ này trước sau không hề thay đổi." Hòa thượng bảo: "Anh có muốn biết rõ nguyên nhân không?" Thư sinh dòi thưa: "Xin ngài hãy chỉ dạy." Hòa thượng giải thích: "Đời trước anh là một thi sinh, trên đường lên kinh ứng thí thì gặp một thiếu nữ chết đuối, thân không mảnh vải, đang nằm trên bờ. Anh liền vội cởi áo choàng ra đắp che cho cô, rồi tiếp tục lên đường. Một chập sau, có một nam nhân đi tới, nhìn thấy cô phơi thay bên đường, bèn mua quan tài chôn cất cho cô tử tế. Anh chính là thư sinh đầu tiên cởi áo khoác đắp che cho nạn nhân. Còn chồng thiếu phụ hiện thời chính là người đã bỏ tiền ra mua quan tài an táng cho nàng. Vì vậy nàng đối tốt với anh là để báo đáp ân thí cho áo khoác đời trước. Nhưng nàng cương quyết không chạy trốn theo anh là bởi vì chồng nàng có ân to lớn hơn anh." Thư sinh nghe đến đây thì tỉnh ngộ, liền bái lễ tạ ơn hòa thượng và quyết định lên kinh ứng thí. Thanh Tâm, ngày 2 tháng 9 năm 2009. Chuyện tình Lan và Dũng. Mấy ngày nay Lan luôn mơ thấy ác mộng, đó là cảnh chia tay giữa Lan và Dũng. Trong mộng, Lan khóc lóc đau khổ, rất thương tâm, thậm chí tỉnh dậy vẫn còn khóc. Cảm thấy quá kỳ lạ nên Lan tìm đến Phổ Tường nhờ quán sát nhân quả. Mối tình của Lan và Dũng tính đến nay đã được 6 năm. Suốt thời gian sống chung, Dũng đối với Lan một bề yêu thương sủng ái. Chàng chăm lo chu đáo từ vật chất tới tinh thần, lúc nào cũng hết lòng với Lan. Có lẽ do Dũng đối với Lan quá tốt khiến Lan trở nên cao ngạo. Đối với Dũng, Lan không ngoan hiền và thường hay cáu gắt. Do ỷ vào sự cưng chiều của Dũng, Lan phát sinh tâm tham nhiều, tha hồ tiêu xài quan phí, lòng ích kỷ cũng gia tăng cùng với tính kiêu căng. Lan tự cho mình là trung tâm vũ trụ, chỉ cần có chút phật ý nhỏ thôi là nàng lớn tiếng quở trách Dũng không tiếc lời, và thường hay giận dỗi ôm đồ bỏ đi. Suốt 6 năm chung sống, Lan luôn tái diễn cảnh hễ giận là bỏ nhà ra đi, sau đó lại quay về. Như vậy không biết bao nhiêu lần. Giữa Dũng và Lan cứ diễn mãi như thế, chia tay rồi tái hợp, hợp rồi chia tay. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa trong tình sử của họ. Riết rồi đôi bên đều mệt. Lần cuối cùng trong cơn tức giận, Lan cũng diễn lại cảnh cũ. Từ nhà Dũng đã ôm đồ bỏ ra đi. Vì muốn thoát khỏi bao phiền não thống khổ đang dây hãm, Lan quyết tìm đến Phật Pháp. Và chính nhờ đây, nàng đã biết hồi tâm, thức tỉnh, phát sinh ý niệm sám hối, chịu thay đổi tu sửa. Khi lương tâm đã hồi phục lại, Lan mới nhìn ra những ưu điểm hiếm quý nơi Dũng và phát hiện rằng chàng đã hy sinh, khoan dung, đã chăm lo cho mình biết là bao nhiêu. Khi đã nhìn ra lỗi mình và thấy rõ những đức tính hiếm quý nơi Dũng, Lan quyết định quay về, nối lại bản tình ca gian dở với Dũng. Nhưng khi Lan quay về nhà, Dũng giống như bao lần trước đây thì thật bất ngờ. Tính Dũng xưa nay Dũng luôn ôn nhu hiền hậu, một bề nhường nhìn Lan. Thế mà lần này Dũng bỗng đổi thay hẳn, chàng cương quyết cự tuyệt Lan.
không những cư xử đối với Lan như người lạ, mà ngay cả khi bắt điện thoại, hễ vừa nghe đến tên Lan thì chàng phản ứng là như mình gặp phải ôn dịch và tỏ ra quán ghét Lan vô cùng. Tình cảm si mê say đắm thuở nào giờ đây đã biến mất hoàn toàn nơi Dũng, chỉ còn lại thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn, phủ phạt. Điều này khiến Lan bị sốc và vô cùng suy sụp. Nàng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được vì sao chàng trai xưa kia đối với mình tình thâm nghĩa trọng, bây giờ lại có thể cư xử cực kỳ vô tình, lạnh lùng sắt đá, ngoài sức tưởng như thế. Sau khi phổ tường quán sát nhân quả xong, thì phát hiện ra câu chuyện nhân quả giữa họ như sau. Cách đây khoảng 570 năm, Lan là cô gái xinh đẹp, con của một gia đình bậc trung, cư ngụ nơi một tiểu trấn nọ. Còn Dũng khi đó là một con heo trắng mập được gia đình Lan nuôi trong chuồng. Thời đó còn theo nền lễ giáo phong kiến nên con gái không được tùy tiện ra ngoài. Do vậy mà Lan thường phải ru rú trong nhà, được cha mẹ giao cho việc trông coi nhà cửa mà thôi. Do sống trong cảnh cô đơn không ai bầu bạn, nên những khi buồn, Lan chỉ biết ra chuồng heo tỉ tê tâm sự, trò chuyện cùng heo, vuốt ve và cho nó ăn. Lan đối với con heo như bạn thiết, là một cô chủ nhỏ hết lòng chăm sóc, yêu thương thú cưng. Thời gian trôi qua, tình bạn giữa người và vật càng thêm sâu đậm. Đôi bên hiểu nhau tới không cần nói bằng lời. Mỗi sáng, Lan thường đến chuồng heo gọi yêu. Heo lười ơi, dậy chưa nào? Heo tuy là xuất sinh nhưng cũng hiểu ý Lan. Mỗi khi nghe Lan gọi, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và nó thường nũng nịu với cô chủ. Nhưng khi đó Dũng chỉ là con heo, nhà Lan không thể nuôi mãi suốt đời. Vì vậy, qua năm mới thì con heo bị gia đình Lan làm thịt ăn. Vì chuyện này Lan buồn đến đổ bệnh. Nhưng do không muốn làm trái lời người nhà, khi nghe khuyên là chẳng nên bỏ bữa khi năm mới đến, thế nên Lan cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn dùng bữa với gia đình và không để ý là mình đã ăn một miếng thịt heo Dũng. Tuy chỉ ăn một miếng, nhưng từ đó về sau Lan cảm thấy chán ngán, không bao giờ muốn ăn thịt nữa. Do vậy mà đời này khi chứng kiến cảnh động vật bị làm thịt máu tuôn dập về, thì lập tức Lan hạ quyết tâm thề dứt trừ ăn mặn ngay. Đủ thấy hạt giống đã gieo trong tàng thức, về sau thể đều sẽ sinh sôi nảy mầm. Phần con heo sau khi chết đi rồi, thần thức nó ôm đầy hận oán đối với Lan và gia đình nàng. Vì Lan bất lực, chỉ biết đứng nhìn nó bị giết mà khóc. Thời đó Lan đã khóc rất thương tâm, nỗi đau tràn nước mắt của đời trước quá sâu và ấn tượng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Cho nên đời này khi Lan và Dũng chia tay hẳn rồi, thì liên tục trong mộng chủng tử buồn đau xa xưa liền trỗi dậy. Kết quả, sau bao cuộc luân hồi thì cuối cùng đời này Lan và Dũng lại gặp nhau, trở thành một đôi uyên ương yêu thương quấn quýt. Do Lan kiếp xưa đối với heo Dũng hết lòng sủng ái nên thành là có ân. Vì vậy mà đời này trong thời gian yêu nhau, Dũng đối với Lan tỏ ra sủng ái gấp bội, đó là để báo ân xưa. Thế nhưng do quá khứ, cuối cùng Dũng bị cả nhà Lan giết thịt nấu ăn. Lan do vì tình người nhà nên đã có ăn một miếng thịt của Dũng. Ăn ai tất nợ kẻ đó, vì vậy bà Lan cũng thành thiếu nợ Dũng. Thế nên do nghiệp lực chiêu cảm dẫn dắt, ngay lần cuối cùng Lan rời bỏ Dũng ra đi, rồi lại khởi ý muốn quay về, thì lúc này Dũng đã thay đổi, biến thành người tàn nhẫn lạnh lùng, là vì Dũng đã đền đáp hết ân nghĩa với Lan. Nếu như vào thời quá khứ Lan không ăn một miếng thịt của Dũng, thì có lẽ câu chuyện này sẽ có một kết cục khác đẹp hơn. Bây giờ Lan chỉ còn biết nuối tiếc, lặng nhìn hạnh phúc dở tan. Những ngày tháng được cưng chiều yêu thương nay đã vụt khỏi tầm tay và trở thành xa vời tựa như giấc mộng. Trong lòng đau khổ vô cùng, nàng càng hối hận hơn vì kiếp xưa mình đã ăn thịt Dũng, lại càng hối hận vì đã không biết trân quý hạnh phúc đang có, không cư xử phải phép khi được Dũng hết dạ yêu thương, chăm sóc hy sinh cho. Nàng toàn tự kiêu ỷ lại, chỉ biết đáp lễ bằng tính cáo gắt, nóng nảy, cư xử quá ích kỷ xấu xa. Và cuối cùng,
nàng đã để vụt mất người bạn trai tốt nhất của đời mình. Phổ Tường kết luận, mong rằng từ đây làng biết thành tâm sám hối những nghiệp xấu ác đã tạo trong quá khứ, thực lòng thay đổi tu sửa, kiên trì lập hành tích đức, siêng năng tinh tấn tụng kinh hồi hướng cho Dũng để hóa giải mối oán hận vượt thời gian này.